Và bây giờ hãy nói tới cái thông tin mà chúng ta đã lâu rồi không có xem đó chính là tài liệu liên quan tới Stock to Flow thì trên màn hình các bạn đó, đây là một cái thuyết được chia sẻ bởi Plan B người mà nổi tiếng với cái việc là áp dụng mô hình stock to flow để mà chừng đoán giá bitcoin đây là một cái mô hình mà dựa theo cái sự thăng hiếm của bitcoin để mà chừng đoán giá cả và những mà nào mà không rành về stock to flow đó các bạn có thể lên trên channel thuận capital các bạn có thể đi tìm kiếm cái từ gọi là stock to flow thì có rất nhiều những cái video thuận đã làm để mà chia sẻ cái tài liệu liên quan đến stock to flow trong dòng nhiều năm qua và một trong những cái video đầu tiên nhất mà thuận chia sẻ với các bạn đây là một cái mô hình mà không chỉ riêng là áp dụng trong thị trường crypto mà mô hình stock to flow này là cái mô hình mà áp dụng để có thể chẩn đoán giá những loại tài sản mà khan hiếm như là vàng vân vân. Thì khi mà chúng ta lên trên trang web Thuần Capital đó mô hình stock to flow này là cái mô hình bây giờ đã nhiều người đã biết đến nhưng mà channel Thuần Capital này là một trong channel mà đã đưa những thông tin này đến cho các bạn rất là sớm. Giống như các bạn xem cái video đầu tiên mà Thuần chia sẻ về stock to flow đó đó chính là cái video cách đây hơn 2 năm video 336 và liên quan tới giá Bitcoin có thể đạt được 55.000 hay là không và trong video này là tôi đã chia sẻ với các bạn là cái mô hình stock flow đã chuẩn đoán giá Bitcoin lên tới 55.000 Thời điểm này giá Bitcoin chỉ có 5.000 đô mà thôi cho nên nhiều bạn đã không có cái lòng tin là giá Bitcoin có thể tăng 11 lần như vậy để lên tới mức 55.000 và năm nay điều đó đã xảy ra không những là 55 mà bây giờ các bạn thấy được là lên tới 65.000 cách đây khoảng chừng là 2 tháng mấy thì khi mà chúng ta nhìn vào Bitcoin giá cả đó mà chuẩn đoán giá tương lai thì thường nó có một số bạn sẽ nói là giá Bitcoin bây giờ đó cái vốn hóa đâu quá lớn cho nên cơ hội tăng 10 lần không còn Nhưng mà Thuận thì không có đồng ý với cách suy nghĩ này Tại vì các bạn thấy được là đây là những gì mình thường đã nghe rất nhiều lần Khi mà giá Bitcoin 1 đô la lên 10 đô la và người ta nói là Bitcoin từ 10 đô lên tới 100 đô Thì nhiều người cũng sẽ có suy nghĩ tương tự là Bitcoin bây giờ là không thể nào mà lên 10 lần nữa và các bạn hiểu là từ 10 đô lên tới 100 đô rồi sau đó người ta nói là từ 100 đô sẽ lên tới 1.000 đô nhưng người cũng xa không tin là bitcoin vốn hóa đó tới đây là đủ rồi không thể nào mà bitcoin tăng thêm 10 lần nữa và cuối cùng đã lên tới 1.000 đô, 1.000 đô năm 2017 đó nhiều người nói là bitcoin hay lên tới là 10.000 đô nhiều lúc đó cũng không có tin tại vì nghĩ là vốn hóa bây giờ đã lớn rồi không thể nào mà tăng 10 lần và cuối cùng các bạn thấy được là kết thúc năm 2017 đó là nhân tới 20 lần lên tới gần 20.000 đô chứ không phải là chỉ ngưng ở 10.000 đô thì bây giờ cũng vậy các bạn thấy được là trước đây đó lúc Bitcoin 5.000 đô thì ít ai tin tưởng Bitcoin lên tới 55.000 đô bây giờ đã giá Bitcoin là 41.000 đô thì nhiều người thậm chí khi mà nghĩ tới giá Bitcoin nó lên tới là 400.000, 500.000 đô thì không thể suy nghĩ được là giá Bitcoin có thể lên tới con số đó Nhưng mà tôi là nghĩ lịch sử cũng sẽ chứng minh là giá Bitcoin sẽ lên tới con số đó Thì thị trường này đó tuy là các bạn thấy được là vốn hóa bây giờ nhiều Khi mà chúng ta nhìn vào tổng số vốn hóa bây giờ dựa theo market cap đó là tổng số vốn hóa đã là 1, gần như là 1,7 nghìn tỷ Bitcoin không đó đã là 700 70 tỷ rồi Thì nhiều người nói là cái vốn hóa Bitcoin đã quá cao Nhưng mà thật ra khi mà chúng ta so sánh những gì Bitcoin có thể đạt được Với cái thương hiệu là vàng điện tử Thì bạn thấy được là so với là thị trường vàng đó Tới 11.000 tỷ, Bitcoin không giờ chỉ có 770 tỷ mà thôi Thì con số khác biệt rất lớn, không vẫn có thể tiếp tục tăng trưởng Nhưng mà chúng ta trở lại với mô hình Tokyo to Flow đi Cái mà thường muốn chia sẻ với các bạn đó Là chúng ta thấy là mức giá hiện bây giờ là khoảng trên 41.000 đô Thì Plan B cho thấy được là giá Bitcoin vẫn tiếp tục đi theo cái mô hình Stock to Flow này Và cái vấn đề của mô hình này nên tôi chia sẻ với các bạn Là khi chúng ta nhìn vào mô hình Stock to Flow đó Thì chẩn đoán, đừng zoom vào để các bạn thấy rõ ràng hơn Thì chẩn đoán đó là giá Bitcoin sẽ lên tới 100.000 đô đó Là sớm nhất là tháng 8 của năm nay Có nghĩa là tháng này nè các bạn thấy được là bây giờ giá chỉ có là 41.300 đô mà thôi và dựa theo stock to flow đó thì giá của Bitcoin đó bây giờ đang lý đọc là phải xoay quanh cái mức là khoảng 95.900 đô nhưng mà đối với stock to flow đó các bạn thấy được là lúc nào cũng sẽ có cái sự trên lệch giống như là có lúc giá Bitcoin đi cao hơn là cái mô hình chẩn đoán rất nhiều như là các bạn thấy được là lúc mà giá Bitcoin 57.000 đó mô hình chẩn đoán chỉ là 33.000 mà thôi thì ngược lại cũng có nhiều đợt giá sẽ nằm dưới cái sự chẩn đoán nhưng mà trong thời gian dài hạn đây khi các bạn nhìn lên thì các bạn thấy được là giá tiếp tục đi theo cái mô hình này và đối với mô hình này đó các bạn thấy được là cho dù là cho đến cuối năm sau cuối năm sau giá Bitcoin mới lên tới là hơn 100.000 đô có nghĩa là các bạn thấy là cái thời gian là hơn một năm một năm và 4 tháng thì giá Bitcoin mới lên tới 100 000 đô thì cái mô hình này vẫn tiếp tục có hiệu lực tại vì sao? Tại vì các bạn thấy được là cho dù là chúng ta nhìn vào cái sự chứng đón giá đi của cuối năm 2022 thì lúc đó giá Bitcoin vẫn xoay quanh cái mức là dưới 120 000 đô đây là cái điều mình thường muốn chia sẻ với các bạn không phải là chúng ta thấy là ngày nào thì cái biểu đồ này chứng đoán là giá bitcoin sẽ lên tới 100 trăm đô mà cách mà cái biểu đồ này làm là chứng đoán dựa theo những đợt hai bên và trong một khoảng thời gian đó thì giá bitcoin thể lên tới mức là 100 trăm đô cho dù là giá bitcoin chạm một trăm ngàn đô là năm sau đó cuối năm sau thì mô hình này vẫn tiếp tục có hiệu lực đây là điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới stock to flow Chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những cái chỉ số khác ở trên ClassNode đi. Hôm nay thôi chỉ muốn chia sẻ thêm ba chỉ số trên ClassNode với các bạn mà thôi. Thứ nhất là một những chỉ số chúng ta đã theo dõi trong thời gian đây, đó chính là chỉ số liên quan tới Grayscale Premium. Đây là cái chỉ số mà đo lường cái sự khác biệt giữa cái giá của cổ phần của Grayscale Bitcoin Trust với lại cái giá của Bitcoin thì chúng ta theo dõi tại vì sao? Tại vì đây là một trong những cái dấu hiệu sớm nhất chúng ta có thể nhận được là trên thị trường phố Wall đó đang có cái nhu cầu để mà sở hữu GBTC. Tại vì nếu như mà GBTC đó cổ phần này rẻ hơn Bitcoin mà cũng không có ai thu mua thì đương nhiên cái sự hứng thú đến thu mua Bitcoin nó sẽ giảm đi. Đây cũng là một trong những cái suy nghĩ mà thường đã từng chia sẻ với các bạn. Thì điều tốt ở đây đó là các bạn thấy được sau khi mà cái sự chênh lệch đó, lên tới cái mức cao là trừ 21,23% thì sau đó nó đã có sự phục hồi và tiếp tục phục hồi bây giờ đó sự khác biệt là trừ 5,98% có nghĩa là khi mà nhu cầu để sở hữu GBTC càng càng tăng lên đó thì chúng ta sẽ thấy được là cái số phần trăm này nó sẽ càng ngày càng trở về con số 0 và chúng ta muốn cái đường màu vàng này đó đi lên trên con số 0 và bắt đầu là chúng ta có cái dấu hiệu là cái cổ phần GBTC giá còn mắc hơn của Bitcoin nữa. Tại vì sao? Tại vì đây là dấu hiệu thu mua đến từ forward. Cách mà hoạt động của quỹ GBTC đó, tôi đã từng chia sẻ với các bạn là một là họ có thể nạp tiền vào, hai là có thể nạp Bitcoin vào. Sau đó thì Trayscale sẽ lóc lại những số lượng Bitcoin này vào một cái quỹ đầu tư và bán cổ phần dựa trên cái quỹ đầu tư đó. Và trước đây đó khi mà cái đường màu cam này đó lên trên con số dương đó thì lúc đó là lúc mà các bạn thấy được là có rất nhiều những cái bitcoin được thu mua đến từ những tổ chức đầu tư tại vì sao tại vì họ thu mua bitcoin họ đưa cho Trayscale, họ lấy cổ phần sau đó cổ phần nó lóc lại 6 tháng 6 tháng sau họ có thể bán là kiếm lời được cho nên đây là một trong những dấu hiệu là chúng ta cần rất quan tâm chúng ta muốn thấy cái đường màu cam này đó trở về con số 0 và từ từ đi vào có dùng dương đây là điều mà thuận rất muốn chúng ta thấy được trong thời gian tới đây. Kế tiếp chúng ta sẽ nói tới cái tài liệu liên quan tới funding rate. Thì funding rate nghĩa là cái phí mà trả cho bên nhiều trả cho bên ích, cho trên những cái sàn mà cho giao dịch hợp đồng hay như bạn gọi là cái phí qua đêm đó. Thì các bạn thì được trong vòng 4 ngày qua thì bây giờ funding rate là đang ở cái số dương, không có nhiều lắm nhưng mà vẫn là cái số dương, có nghĩa là bây giờ chúng ta đã bắt đầu thấy có nhiều lệnh loạn hơn là định số tuy là cái sự chênh lệch không nhiều nhưng mà từ từ trên sàn đã có thêm nhiều lệnh long Đây là cái biểu đồ thứ nhì của Classno tôi muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Biểu đồ thứ ba ở Classno tôi muốn chia sẻ là một cách nhìn. Các bạn có biết là hiện bây giờ ở Hoa Kỳ chúng ta không có quỹ đầu tư bịch ETF nhưng mà đã có một số quốc gia như là các bạn thấy là Canada hay là Brazil thì đã có rồi. Và một trong những cái quỹ đầu tư mà công khai tài liệu đó đó chính là cái quỹ đầu tư Purpose Bitcoin ETF ở Canada Thì cái mà chúng ta muốn thấy đây đó là chúng ta muốn xem coi là cái tình hình Từ ngày 19 tây tháng 5 đó khi mà giá cả đi xuống đó, từ cái mức là khoảng chừng là 50 mấy 60 ngàn Mà xuống chỉ còn coi là 28 ngàn Thì trong thời gian này đó những nhà đầu tư ở trong quỹ đầu tư Bitcoin ETF Purpose của Canada đó, họ đã làm gì? Có phải họ lo sợ một rút tiền hay không? Thì không phải các bạn thấy được là đây là cái số lượng Bitcoin, cái đường mà À, màu cam các bạn thấy trên màn hình ở những cái thanh màu cam này là cái số lượng Bitcoin được lưu trữ bởi quỹ đầu tư Bitcoin Purpose ETF đường màu trắng này là giá cả thì khi mà giá cả đi xuống đó các bạn thấy được là không những là chúng ta không thấy cái số lượng Bitcoin được rút ra mà thậm chí đó càng ngày càng tăng hơn có nghĩa là các bạn thấy những nhà đầu tư mà họ mua vào của quỹ đầu tư Bitcoin ETF của Canada đó Purpose Bitcoin ETF thì họ hoàn toàn không có bị ảnh hưởng, không có bị cái sự lo sợ khi mà giá cả đi xuống trong gần đây mà thậm chí càng ngày quỹ đầu tư này lại càng lưu trữ thêm nhiều Bitcoin. Đây là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Và đây là ba cái biểu đồ của Classno. Chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những cái thông tin khác. Thì chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói về một số những cái tin tức liên quan tới Bitcoin đi rồi chúng ta sẽ nói về những cái tin tức thông tin liên quan tới coi thì uh, nói về Bitcoin đó thì có những thông tin lớn như là những thông tin thường đã chia sẻ trên mạng xã hội như là Golden Tree Asset Management. Đây là công ty đó với 41 tỷ đô la tài sản đã được quản lý thì công ty này đã thông báo họ đã đi thu mua Bitcoin để vào bảng cân đối kế toán của công ty. Các bạn thấy được là chúng ta lại có thêm một công ty nữa tiếp tục lưu trữ Bitcoin Và các bạn thấy được chúng ta lên trên những cái trang web ấy, như là thường đã từng chia sẻ với các bạn như là Bitcoin Treasuries thì bây giờ có rất nhiều những công ty công ty liên quan đến là lên sàn chứng khoán cũng có công ty tư nhân cũng có những quỹ đầu tư cũng có chúng ta nghe nói tới những cái quốc gia cũng có lưu trữ Bitcoin thì hầu như những thông tin này đã càng ngày càng bình thường không giống như là trước đây chúng ta nghe ra những cái thông tin là có một công ty nào đó lưu trữ hay là suy nghĩ đến lưu trữ Bitcoin thôi thì đã là một thông tin lớn các bạn thấy được là bây giờ càng ngày càng bình thường hơn công ty lưu chữ Bitcoin trong cái tài khoản cân đối kế toán công ty là một chuyện rất bình thường hiện bây giờ. Để làm gì? Tại vì đây là một cái loại tài sản chống lạm phát. Nhiều công ty bây giờ xem Bitcoin như là tài sản. Đây là điều mà chúng ta cũng đã chẩn đoán nhiều năm trước đây và trong tương lai đó không chỉ riêng là công ty mà quốc gia cũng sẽ lưu trữ Bitcoin như là họ đang lưu trữ vàng hiện bây giờ. Thì đây là cái công ty mới nhất chúng ta nhận được là Golden Tree Asset Management.